Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Hoàng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 157 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, chiếc giao trì thiên thuyền mặc dù tổn hại khá nghiêm trọng, rất nhiều linh kiện mất đi hoặc là hư hại, nhưng vẫn y như cũ, không phải cấm bảo bán thành phẩm có khả năng khắc chế được. Các vị xin động thủ. Lúc bấy giờ bản tiên nhi lướt mắt nhìn qua một cái, hạ giọng. Trong kim thuyền, rất nhiều cao thủ dồn dập đứng dậy, khoác lên từng món vu bảo kỳ lạ, có cái giống như cột buồm, có cái giống như đại lương, có khi là lầu gác, xương ức. Còn có vài món trông có vẻ như bong thuyền gì đó. Những người này đều là cao thủ cấp bậc nhân hoàng, tinh nhuệ của hoàng triều Thánh Ung. Đeo những bảo vật này lên, bốn phía tràn ngập hơi thở giống nhau. Giao chỉ thiên thuyền lập tức ngừng dãy giụa, trái lại hướng vọt về phía bên bản tiên nhi. Mọi bảo vật được đeo lên một vài nhân hoàng hoàng triều Thánh Ung chính là bộ phận của giao chỉ thiên thuyền. Kim mẫu giao chỉ không biết bị ai giết chết, chiếc thiên thuyền này cũng bị người đánh nát. Hoàng triều Thánh Ung tìm lấy được phần nhiều mảnh vỡ. Lần này thiên thuyền lại xuất hiện trên dương gian. Bàn tiên bàn sơn hai người lập tức triệu tập cao thủ, phái ba kim thuyền đi, mang theo những bộ phận này cùng nhau truy kích thiên thuyền. Vì chính là dựa vào khí cơ giống nhau kéo thiên thuyền này bắt được thiên thuyền. Răng rắc răng rắc. Trước khi hai chiếc kim thuyền của hoàng triều Thánh Ung bị thiên thuyền chà sát khua qua, cao thủ trong hoàng triều Thánh Ung nổ thành từng đoàn xương máu, đều chết hết. Thậm chí ngay cả hai chiếc kim thuyền là cấm bảo cấp bậc bán thành phẩm này cũng bị đụng cho vỡ tan tành. Thần sắc của đám người bàn tiên bất động, đứng ở đầu thuyền cùng nhau lặng chờ thiên thuyền đánh tới. Cho đến chiếc lâu thuyền lớn này gần sát người, khoanh tay ngồi nhìn kim thuyền đụng nát. Bàn tiên nhi lúc này mới quát tháo một tiếng, nhìn lên một mặt bảo ấn. Mặt bảo ấn này lên không trung hóa thành một tòa đại lục, rầm rầm hướng về phía giao chỉ thiên thuyền mà đè. Đây là một món cấm bảo chính cống, cấm vân tràn ngập không trung hóa thành tất cả giao long. Phía trên bảo ấn, vô số giao long nằm ở phía trên. Mỗi một nhánh đều dài hơn trăm dặm, vô cùng hung hãn. Vạn Long Bảo Ấn. Mặt Vạn Long Bảo Ấn này áp chế chỉ khiến cho tốc độ của giao chỉ thiên thuyền hơi chậm lại trong chốc lát. Chiếc thiên thuyền vẫn như cũ. Sắc mặt của bàn tiên nhi ửng đỏ. Lập tức bàn sơn điện hạ cùng với cao thủ hoàng triều Thánh Ung đều ra tay, cho pháp lực của mình rót vào bên trong Vạn Long Bảo Ấn, cuối cùng dùng uy năng của cấm bảo chấn áp chiếc thiên thuyền này. Giao chỉ thiên thuyền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rơi vào trong tay của bàn tiên nhi. Nhìn chiếc thiên thuyền vào tay, cho dù là bản tiên nhi cũng không ngăn nổi vẻ mặt kích động. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, lấy được dị bảo này. Cao thủ hoàng triều Thánh Ung đều chúc mừng. Bản tiên nhi mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe Tiếu tướng quân khẽ ơ lên một tiếng cười nói. Bản tiên điện hạ, phía dưới lại có người, thật sự là tìm được chẳng tốn chút công phu. Điện hạ vừa định bắt vài tên nô lệ, tra hỏi thực hư thế giới vua hoàng, liền có người tự động đưa tới cửa. Thần lập tức ra tay, bắt mấy người kia, giao cho điện hạ xử lý. Bàn tiên nhi hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một nam tử to cao, giống như một pho tượng, nửa người, nửa bọ cạp, đứng ở kim thuyền xa xa, hướng về phía mình mà nhìn. Bên người còn có một thanh thiếu niên, áo lam và một cô thiếu nữ. Thiếu niên kia bên cạnh, còn có một chú chó đen. Nàng ta lơ đánh nói, Tiếu tướng quân, không nên khinh thường nam tử, dáng người cường tráng này. Nếu ta đoán không sai, người này là cao thủ trong ma tộc hoàng tộc Già La, đã tu luyện tới độ cao của nhân hoàng rồi. Tiếu tướng quân cười ha ha, cất cao giọng nói, thế giới suy vong của những kẻ hèn mọn này có cái gì là cao thủ chứ. Điện hạ mời xem bản lĩnh của thần. Bàn tay to của hắn đánh tới phạm vi trăm dặm, che phủ trời cao, chộp tới hướng đám người dập. Bàn tay lớn của hắn chộp tới phương viên trăm dặm, bao phủ thương khung, hướng bọn người dập phúc mà chộp tới.
Bàn tay lớn này chỉ trong nháy mắt liền tới đến đỉnh đầu của bọn người Diệp Húc, thuận thuận lợi lợi, không có một chút phản kháng hay chống cự nào, đem ba người một chó hết thảy bắt lại. Sau đó liền đem bọn người Diệp Húc dẫn vào trong khiêm thuyền. Các ngươi là người nào? Diệp Húc bị đưa vào đứng trong đại điện kim thuyền, chỉ thấy bàn Tiên Nhi và bàn Sơn hai người cao cư trên bảo tọa, hai bên văn võ quần thần giống như một cái triều đình thu nhỏ vậy, lúc này mới mỉm cười dò hỏi. Tiểu tử, thân là tù binh nên có bộ dạng tù binh, tại đây còn chưa tới phiên ngươi lên tiếng đâu. Bàn tay lớn của Tiêu tướng quân lần nữa thỏ ra hướng Diệp Húc nít tới, hắn nhà răng cười nói. Người này đã bị bắt rồi, vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống, thành thành thật thật trả lời vấn đề điện hạ của ta sắp hỏi đi thì tốt hơn. Diệp Húc nhẹ nhàng gõ ngõ ngón tay, bàn tay lớn của Tiêu tướng quân còn chưa cận thân liền ầm ầm nát bấy, lập tức thân thể nổ tung, nguyên thần thiên địa pháp tướng hết thảy nát bấy, thậm chí liền cả bất diệt tiên linh cũng bị Diệp Húc một ngón tay gạt bỏ. Ồ, vị người đã chết này nói không sai, thân là tù binh nên có bộ dạng của một tù binh. Diệp Húc mỉm cười như là vừa giết chết một con ruồi mà không phải là một vị nhân hoàng có tu vi thực lực cực đoan vậy. Hắn lại nói khẽ. Ai có thể đến nói cho ta biết các ngươi rốt cuộc là người nào đây? Trong kim thuyền đại ung thật là im ắng, không hề có một chút âm thanh nào. Đường đường đại tướng quân Thánh Ung Hoàng Triều, cường nhân cấp nhân hoàng, bị một thiếu niên áo lam ở ngay trước mắt vừa cười vừa búng ra một hòn đạn giết chết. Loại tình hình như vậy bất cứ kẻ nào cũng không thể dự liệu được. Tu vi của Diệp Húc sớm được mọi người nhìn nhận chỉ là đại vua tam bất triệt cảnh, còn cách nhân hoàng một đoạn. Nhưng khoảng cách này đối với các vũ sĩ khác mà nói chính là cái hào rộng lạch trời không thể vượt qua. Nhân hoàng nếu như muốn giết đại vua tam bất triệt cảnh thì cũng giống như Diệp Húc vậy, cong ngón búng tay ra liền có thể đem đối phương gạt bỏ. Chẳng qua hiện nay cũng chỉ là đại vua tam bất triệt cảnh tiêu diệt nhân hoàng chỉ trong chớp mắt, khiến tất cả mọi người đều không thể chấp nhận được. Diệp Húc hiện giờ đã là tam bất triệt cảnh, cảnh giới nguyên thần bất diệt, chỉ kém một thiên địa pháp tướng bất diệt cảnh là có thể thành tựu nhân hoàng. Thực lực của hắn từ đỉnh cao tam tương cảnh thiên địa pháp tướng cũng đã có thể chống lại nhân hoàng. Sau khi tu thành tam bất diệt cảnh, tu vi lại bạo tăng. Tu vi và thực lực hôm nay tuy rằng so với Ngọc Chân đại sư đám người chỉ kém hơn một chút, nhưng bình thường thánh chủ ở trước mặt Diệp Húc cũng bị áp chế một đầu. Nhân hoàng tuy rằng cùng một cảnh giới nhưng thực lực sai biệt rất lớn, nhân tố hạn chế thực lực của nhân hoàng rất nhiều, tỉ như tư chất cá nhân, tiềm lực, ngộ tính, vu bảo, thân thể, nguyên thần, thiên địa pháp tướng. Bất diệt chân linh cũng có hạn chế thực lực nhân hoàng, nhưng xét đến cùng cấm pháp vẫn có ảnh hưởng lớn nhất đến thực lực của nhân hoàng. Trong cơ thể của nhân hoàng, cấm pháp đã tu thành có cao có thấp, chất lượng có tốt có xấu. Tu luyện cấm pháp thần vương cấp và tu luyện hoàng cấp cấm pháp, thực lực liền có cách biệt một trời một vực. Chưa nói đến chênh lệch giữa cấm pháp đế cấp và cấm pháp hoàng cấp. Khoảng cách Diệp Húc đến nhân hoàng di giới không xa, chỉ kém thiên địa pháp tướng bất diệt là có thể tu thành nhân hoàng. Hắn tu luyện bản vương khai thiên kinh, dung nạp nhiều loại đế cấp phẩm cấm pháp, thần vương cấp cấm pháp cũng không ít. Còn có Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển là đế cấp cấm pháp vĩ đại nhất do thiên đế khai sáng. Uy năng bản vương khai thiên kinh, hắn tu luyện đến cảnh giới này so với các vũ sĩ khác đã có một khoảng cách vô cùng lớn, chênh lệch không thể đo lường hết được. Cho dù là nhân hoàng bình thường ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích. Nếu lấy tu vi để cân nhắc thực lực của hắn sẽ là một sai lầm. Nếu luận về tu vi thâm hậu và trình độ, hắn đã có thể dẹp ngang nhân hoàng đỉnh cao, bởi vậy mới có thể bị ma hoàng gọi chung là con sâu cái kiến. Khốn kiếp, ngươi thật to gan. Một gã văn thần trong đám người của Thánh Ung Hoàng Triều bước ra khiển trách. Nô tài ti tiện, ngươi đã lọt vào trong kim thuyền điện hạ lại còn dám lớn lối ương ngạnh như vậy, ra tay giết người thật sự là tội phải chết mà. Bàn Tiên Nhi từ từ đưa tay ngăn người lại, nhìn về phía Diệp Húc hạ giọng nói. Không thể không nói, các hạ thực lực vượt qua dự đoán của bổn cung. Ngươi thật sự to gan lớn mật, không ngờ cố ý tẩm nã Tiếu tướng quân vào tận kim thuyền. Lá gan của ngươi rất lớn, lòng dạ cũng sâu, tuy nhiên lại tính sai một chút. Chiếc kim thuyền này chính là cấm bảo bán thành phẩm, ngươi tiến vào trong kim thuyền đó là tiến vào sinh tử bảo hỗn giới. Bổn cung có một ý này, nếu ngươi lập tức quỳ xuống trước mặt bổn cung cúi đầu xưng thần, bổn cung có thể tha cho ngươi một mạng, sau này ngươi đi theo bổn cung làm nô tài. Diệp Húc mỉm cười không nói, Già La Minh Tôn cười gằn lên tiếng. Tiểu nha đầu khá lắm, thật là giỏi, lại dám nói chủ công của bản đại tôn làm nô tài cho ngươi sao? Loại chuyện này loan truyền vào trong thế giới vô hoang, đến tai các thánh chủ khác chắc đều phải giơ ngón tay cái lên khen ngợi ngươi một tiếng to gan lớn mật kìa.
Bàn Tiên Nhi thần thái thong dong, không để ý chút nào về những lời Già La Minh Tôn uy hiếp, có vẻ đã nắm chắc. Ánh mắt của nàng quét nhìn Phượng Yên Nhu, Già La Minh Tôn rồi lại cười nói: "Tuy nhiên, ngươi giết đại tướng quân của bổn cung, không thể không phạt. Bổn cung thường phạt phân minh. Thấy ngươi tài, mới nhận ngươi làm nô tài cho bổn cung. Về phần bằng hữu của ngươi thì không có may mắn như vậy rồi. Hai người bọn họ, một là Già La Ma tộc, một là Yêu tộc, đều là nhân chủng thật tốt, có thể bán được rất nhiều giá đấy." "Con bọ cạp chết tiệt đó có thể bán được giá tốt, thế còn ta thì sao?" Hào Thiên Quyển chớp chớp ánh mắt, thấy Bàn Tiên Nhi chỉ nói Diệp Húc và Phượng Yên Nhi cùng Già La Minh Tôn mà không đề cập đến mình, chợt cảm thấy vạn phần mất mặt, cái đuôi lắc lắc kêu lên: "Ta chính là đại tôn vương thứ nhất dưới chứng chủ công, người nói ta có thể bán được bao nhiêu tiền đấy?" Bàn Tiên Nhi liếc mắt một cái về phía con chó này, chỉ thấy con chó này da lông đen nhánh, nhưng nàng đã thấy qua nhiều kỳ chân dị thú, như là long, phượng, kỳ lân đều đã từng gặp qua, nên thấy Hạo Thiên Khuyển bề ngoài so ra kém những dị thú này nên cũng lơ đễnh. Ánh mắt của Bàn Sơn Điện Hạ đảo qua trên người Phượng Yên Nhu, cười ha hả nói: "Nhị tế, người nữ nô tài này ta muốn giữ lại." "Được, tùy ngươi xử trí." Bàn Tiên Nhi đã sớm đem Diệp Phúc và đám người coi là vật trong bàn tay mình, mỉm cười nói: "Hiện tại các ngươi có thể quỳ ơn tạ ơn ân điển của bổn cung được rồi." "Làm tù binh các ngươi thật sự không biết, hay là các ngươi không biết các ngươi đang tự tìm đường chết hay sao?" Diệp Phúc chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trên kim thuyền một lần, xem xét cảnh trí xung quanh, tán thưởng một phen cười nói: "Kỳ thật các ngươi chỉ cần đem chiếc thiên thuyền các ngươi vừa thu về kia giao lại cho ta, Diệp Mỗ lập tức sẽ đi, sẽ không đả thương sinh mệnh các ngươi." Tên cường nhân Nhân Hoàng Thánh Ung Hoàng Triều kia khiển trách nói: "Khốn kiếp, Bản Tiên Điện Hạ cho ngươi một con đường sống, ngươi không đi đây mới là tự tìm đường chết kìa." "Chủ công nhà ta nói chuyện, ngươi dám nói leo sao?" Già La Minh Tôn đột nhiên dữ tợn cười một tiếng, quan tài y doãn bay ra, nắp quan tài mở ra, lập tức trong kim thuyền hư không sụp đổ, dường như trong quan tài có một cái miệng rộng dữ tợn của một con cự thú mở ra, một ngụm hướng hư không cắn nuốt. Tên trọng thần Thánh Ung Hoàng Triều bị quan tài màu đen hút vào, không tự chủ được rơi vào trong quan tài. Không chỉ có như thế, đám người khác cũng đều cảm giác chân đứng không vững, gần như toàn bộ bị kéo về hướng chiếc quan tài đen. Chiếc y doãn huyền quan này chính là đại thương khai quốc mai táng hữu tướng y doãn, có thể đánh vào cấm bảo, uy năng vô cùng dũng mãnh. Già La Minh Tôn đã tu thành Nhân Hoàng, hơn nữa đã luyện hóa được vu tổ chi huyết, tư chất nâng cao, lại lấy được thuần dương linh mạch bậc 9, tu luyện tu vi dần dần thâm hậu, vừa rồi lại cắn nuốt không biết nhiều ít bao nhiêu ba tuần thiên ma, thực lực tu vi của hắn tăng vọt mấy lần. Giờ phút này tiến lên quan tài đen, tính toán đem tất cả mọi người thu vào trong quan tài luyện hóa, hung tàn đến cực điểm. "Làm can!" Bàn Sơn Điện Hạ quát lên một tiếng, bàn tay to vươn ra ấn một cái xuống phía dưới, chỉ thấy trong kim thuyền vô số cấm vân tràn ngập, tạo thành lưới lớn hướng y doãn huyền quan mà áp chế. Cái quan tài đen này lập tức trở nên vô cùng trầm trọng, một tiếng trống vang lên rơi trên mặt đất, mọi người như chút được gánh nặng đều ổn định thân hình. "Chỉ là một Già La Ma tộc cũng dám ở trước mặt ta làm càn, người vẫn nên ngoan ngoãn làm nô tài đi thôi." Bàn Sơn Điện Hạ ánh mắt chớp động, kim thuyền cấm vân hướng Già La Minh Tôn áp chế, tính toán đưa hắn cưỡng ép chấn áp. Tu vi của hắn cực kỳ thâm hậu, so với Già La Minh Tôn còn muốn cường hành hơn không ít. Hơn nữa giờ phút này Diệp Húc và đám người đúng là đang ở vào trong kim thuyền bảo hồn giới, nên hắn dễ dàng lấy kim thuyền chấn áp Già La. Chiếc kim thuyền này chính là cấm bảo bán thành phẩm, ở trong bảo hồn giới của cấm bảo thì uy năng lại càng dễ phát huy ra, uy lực lớn hơn nhiều, mà thực lực của đối thủ thì sẽ bị hạn chế nhiều. Nếu không, tu vi thực lực của Già La Minh Tôn mặc dù không phải là đối thủ của Bàn Sơn Điện Hạ, nhưng cũng sẽ không bị hắn chấn áp. Wow! Hạo Thiên Khuyển đột nhiên mở ra miệng lớn, nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy một mảnh dài hẹp xúc tu theo miệng của nó chui ra, xẹt xẹt mấy tiếng cắt vỡ cấm vân kim thuyền. Bàn Sơn Điện Hạ khẽ ổ lên một tiếng, lộ ra vẻ tươi cười, cười nói: "Nhị tế, con chó này cổ quái, không ngờ trong bụng nó có thể phun ra xúc tu, xem ra cũng là một loại dị thú đấy, có thể đưa đến vườn thú quý của phụ hoàng được." Bàn Tiên Nhi mắt cũng lộ ra sắc lạ, nhìn quét qua Hạo Thiên Khuyển, cười nói: "Hóa ra là đem trái tim vô hoàng luyện hóa, mà trái tim của mình kết làm một thể, loại khí huyết này có thể dẹp ngang vô hoàng. Con chó này tuy rằng bề ngoài không tốt, nhưng đích xác cũng có thể coi là một của khác lạ, có tư cách đưa vào vườn thú quý của vũ hoàng được."
Bàn Sơn Điện Hạ mừng rỡ, tu vi chống động, toàn lực thúc giục kim thuyền, cấm vân lập tức tràn ngập trong đại điện, đồng thời để tới hướng Hạ Thiên Quyển và Già La Minh Tôn. Kim thuyền chính là cấm bảo bán thành phẩm, uy năng vô hạn, hắn lấy tu vi nhân hoàng thúc giục gần như có thể sánh ngang với thánh chủ. Vẻ mặt Phượng Yên Nhu khẽ động, lập tức một tấm hà đồ bay lên không, quyển tranh triển khai, vô số yêu văn tràn ngập, không biết nhiều ít đại cấm từ mọi nơi lao ra, cắn nát cấm vân kim thuyền. Sao, cấm bảo chân chính ư? Thế giới vô hoàng quả nhiên là cuộc cải kinh người, một tiểu nữ nô cũng có một kiện cấm bảo chân chính. Kiện bảo vật này giao cho ta thay ngươi bảo quản đi thôi. Bàn Sơn Điện Hạ ánh mắt sáng lên, vươn người đứng dậy, lấy tay hướng Phượng Yên Nhu chụp tới. Hắn cười nói, ta trước hết thu một tiểu nữ nô. Ta cả đời này gặp qua không biết bao nhiêu thiếu nữ, chủng tộc nào cũng đều chơi đùa qua rồi, nhưng còn chưa chơi đùa qua nữ nhân của thế giới khác. Hắn một tay vươn đến, chảo phá thật mạnh cấm chế, thẳng tắp hướng Phượng Yên Nhu mà chụp tới. Lại vào lúc này, một vòng trăng sáng từ từ dâng lên, đưa hắn gắn vào bên trong trăng sáng. Bàn Sơn Điện Hạ trong lòng cả kinh, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy năm ngón tay Diệp Húc giống như trụ trời, lồng lộng khởi động vòng trăng sáng thế giới này. Mà hắn đúng là đang dừng ở trong lòng bàn tay của Diệp Húc, không khỏi cười một tiếng thật dài, lên tiếng. Ấn pháp thật tinh diệu, thế giới vua hoang không hổ là xuất hiện qua bốn vị thiên đế đại thế giới. Ngay cả một tiểu nô cũng có thể tu luyện tinh diệu ấn pháp bậc này. Tuy nhiên, người quá yếu, không chung có bảo ấn, nhưng tu vi quá thấp, căn bản không thể vây khốn ta được. Đợi ta phá vỡ đạo ấn pháp này, sau đó nghiêm hình tra tấn, hỏi ra ấn pháp của ngươi, khiến thực lực của ta lại càng thêm tăng mạnh. Bàn Sơn Điện Hạ quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể đột nhiên một mảnh phóng lên cao, hóa thành một tấm trận đồ thật lớn. Trận đồ biến mất trong hư không, chỉ để lại đám núi lồng lộng, đại giang, sông lớn, thậm chí còn có một mảnh đại dương mênh mông, giống như toàn đại lục nhẹ nhàng. Huyền U Thánh Hoàng Ấn. Đây là cấm pháp của hắn, hình thành dị tượng trên đại lục, chỉ thấy một pho tượng ảo ảnh vương giả khoanh chân mà ngồi, to lớn không gì sánh được, hình thể gần như to bằng đại lục bình thường. Đây rõ ràng là một pho tượng thánh hoàng, hơi thở ngưng tụ ra ảo ảnh trấn thủ huyền u thế giới. Phá cho ta! Bàn Sơn Điện Hạ quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy cái ảo ảnh thánh hoàng này lập tức điều khiển huyền u thế giới hướng lòng bàn tay Diệp Húc với vòng trăng sáng thế giới oanh khứ. Đùng một tiếng, huyền u thánh hoàng ấn hung hăng đánh vào trăng sáng thế giới, chỉ thấy trong lòng bàn tay Diệp Húc trăng sáng liền một đạo cấm vân cũng không sinh ra được, căn bản không thể lay động độ ách ấn. Bàn Sơn Điện Hạ không khỏi lộ ra một sắc kinh hoàng, cuống quýt kêu lên, nhị thế cứu ta. Dám trêu ghẹo vợ ta, ta cho ngươi chết 100 lần. Diệp Húc mặt không chút thay đổi, bàn tay to chậm rãi nắm vào lòng bàn tay hắn, trăng sáng càng ngày càng nhỏ, bang một tiếng vang nhỏ, trăng sáng phá nát, một vết máu theo khe hở trong bàn tay hắn chậm rãi chảy ra. Bàn Sơn Điện Hạ thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng đều bị hắn nghiền dập nát, duy chỉ có bất diệt chân linh còn tồn tại. Trong lòng vừa sợ vừa giận, vội vàng ngưng tụ nguyên thần, khôi phục thân thể, chữa trị thiên địa pháp tướng. Lại thấy bốn phía mình như cũ, vẫn là trăng sáng thế giới, hắn vẫn là trong lòng bàn tay của Diệp Húc. Diệp Húc mặt không chút thay đổi, lại nắm chặt bàn tay, đưa hắn bóp vỡ. Cứ như thế luôn mãi, không ngừng đưa hắn nghiền nát, hiển nhiên là tính toán thật sự, khiến hắn chết 100 lần mới có thể dừng tay. Trên kim thuyền, nhiều văn võ quần thần của Thánh Ung Hoàng Triều vừa sợ vừa giận. Diệp Húc trực tiếp bóp vỡ Bàn Sơn Điện Hạ, bóp đi bóp lại. Tu vi của Bàn Sơn Điện Hạ đã tổn hao nhiều, từ tu vi nhân hoàng của y đã rớt xuống đại vu tam bất triệt cảnh. Trong chớp mắt, Diệp Húc đã bóp vỡ Bàn Sơn Điện Hạ 20 lần. Loại chuyện này đối với Thánh Ung Hoàng Triều mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, không thể tha thứ được. Tiểu tử, cho dù ngươi chết 100.000 lần cũng không quá đáng. Văn võ quần thần Thánh Ung Hoàng Triều đều đã xuất toàn thân tu vi, hợp lực thúc giục kim thuyền. Nhân hoàng nhiều như vậy, sức mạnh khổng lồ như thế, đem uy năng chiếc đại ung kim thuyền lớn này phát huy toàn bộ. Chiếc kim thuyền này chính là cấm bảo bán thành phẩm, uy năng tuy rằng so sánh thì kém cấm bảo, nhưng nếu phát huy toàn bộ hết uy năng của kim thuyền, đủ để sánh ngang một kích toàn lực của thánh chủ. Vô số cấm vân tràn ngập khắp thuyền, trận vân trong kim điện giống như đại dương mênh mông, trong nháy mắt liền bao phủ đám người Diệp Húc, Phượng Yên Nhu và Già La Minh Tôn. Vù. Bên trong vô số cấm vân đột nhiên xuất hiện một cây cành gỗ xanh. Trong cành, từng đạo cấm vân dáng xanh tràn ngập, từng vầng thái dương giống như những viên ngọc sáng làm đẹp cho những cấm vân dáng xanh kia, giống như những chiếc dù lớn tán rộng mở ra, lập tức triệt tiêu hết cấm vân của kim thuyền.
Kiến Mộc Thần Trượng cũng là cấm bảo bán thành phẩm, so với Thánh Ung Kim Thuyền cũng không hơn kém là mấy. Nhưng tu vi Diệp Húc vượt xa Bàn Sơn Điện Hạ, vượt xa Văn Võ Quần Thần, Thánh Ung Hoàng Triều. Tất cả những nhân hoàng này tập trung vào cùng một chỗ cũng không thâm hậu bằng tu vi của hắn. Kế hoạch của hắn là thúc giục thần trượng này, cấm vân tạo thành bảo hồn giới, sẽ làm phân tán bảo hồn giới của Kim Thuyền, lập tức cấp chế uy năng của Kim Thuyền, thậm chí ngay cả tu vi của mọi người ở đây cũng đều bị khắc chế. Diệp Húc một tay bưng dù, ngăn cản nhiều nhân hoàng công kích, một tay tiếp tục bình tĩnh bóp vỡ Bàn Sơn Điện Hạ. Đồ khốn kiếp, ngươi có biết trong tay ngươi là ai không? Một gã nhân hoàng vừa sợ vừa giận gào lên. Đây là Lục Thái Tử của Ung Hoàng, người dám đối đãi với ngài như vậy, thế giới vô hoàng các ngươi đều bởi vì hành động của ngươi mà gặp phải họa diệt tộc kìa. Không sai, Ung Hoàng bệ hạ nhất thống huyền u thế giới, dưới trướng vô số cường nhân, thậm chí ngay cả vô hoàng cũng nghe theo bệ hạ điều khiển. Ngươi chỉ là một tên tiểu bối, dám liều lĩnh đối đãi với điện hạ như vậy, ngươi nhất định phải chết. Thế giới vô hoàng các ngươi, tất cả mọi người chết chắc rồi. Diệp Húc bịt tai không thèm nghe, tiếp tục trà đạp Bàn Sơn Điện Hạ. Bàn Tiên Nhi ánh mắt chớp động, vẫn ngồi cao ở trên kim điện, mỉm cười với phong thái điềm tĩnh tự tin. Nàng cười nói: "Chư vị không cần kinh hoàng, có bổn cung ở đây, Bàn Sơn sẽ không có việc gì. Hắn tính tình linh hoạt tùy tiện, lần này được giáo huấn chắc chắn sẽ phải điềm đạm hơn rất nhiều. Với hắn mà nói, đó là một chuyện tốt à." Nhị thị, ngươi... Bàn Sơn Điện Hạ vừa mới ngưng tụ ra hình thể, nghe nói như thế sắc mặt kịch biến, lập tức lại bị Diệp Húc bóp vỡ. Bàn Tiên Nhi vẫn cười, chuỗi ngọc trên đỉnh đầu hơi hơi lay động, ánh mắt thâm thúy giống như biển lớn mênh mông sâu không lường được. Hiển nhiên tâm tư của nàng cũng không muốn cho Bàn Sơn Điện Hạ được lịch lãm đơn giản như vậy. Nàng tầm nghĩ trong lòng: Bàn Sơn mà chết, ta cũng có khả năng vấn đỉnh thái tử vị, tương lai Thánh Ung Hoàng Triều không chừng lại có một vị nữ hoàng đế. Bàn Sơn Điện Hạ trong chớp mắt lại bị Diệp Húc bóp nát mấy mươi lần, tu vi đã rơi xuống còn không bằng trình độ thân thể bất diệt, thậm chí còn đang không ngừng rơi xuống tiếp. Cảnh giới của hắn vẫn còn là nhân hoàng, nhưng tu vi lại dùng một lần thiếu một lần. Nếu trong bất diệt chân linh năng lượng biến mất, thì mặc dù hắn là cảnh giới nhân hoàng, tất nhiên cũng sẽ chết. Hiện giờ hắn đã không dám hy vọng vào nhị tỷ Bàn Tiên Nhi cứu hắn. Thừa dịp bàn tay Diệp Húc còn chưa nắn xuống, vội vàng cao giọng quát: Bàn Thánh, phụ hoàng cứu ta. Chín hoàng Mạc Vấn Thiên, Pháp Hoàng, Sở Vân Vũ, hai người các ngươi hãy mau tới cứu giá. Bàn Tiên Nhi nghe nói như thế, khẽ nhíu mày, lập tức nhướng cao đôi mày. Nhiều nhân hoàng trong kim điện lộ ra sắc vui mừng, nhẹ nhàng thở ra, không tiếp tục công kích Diệp Húc nữa. Bàn Sơn Điện Hạ cười ha hả, điềm nhiên nói: Tiểu tử, người nhất định phải chết. Phụ hoàng ta và chiến hoàng, pháp hoàng đều là vu hoàng. Vừa rồi cô đã kêu gọi bọn họ, phân thân của bọn họ rất nhanh sẽ tới. Cô muốn cho người chết 1000 lần, 1000000 lần. Lắm miệng. Diệp Húc khẽ nhíu mày, dùng sức bàn tay bóp nát y. Già La Minh Tôn thấp thỏm không yên, thấp giọng nói: Chủ công, nếu nghe gọi mà đến là cấm pháp phân thân của 3 vị vu hoàng, chỉ sợ tình cảnh chúng ta có chút không ổn. Phượng Yên Nhu cũng cảm thấy bất an, lập bản đồ thúc giục hà đồ, cấm chế rậm rạp trải rộng trong điện. Tiên hạ thủ vi cường, nàng bày ra cấm chế dày đặc ở trong kim điện, tính toán cho 3 vị vô hoàng phân thân này một đòn phủ đầu. Tuy rằng nàng biết rõ hành động này đối với trình độ các vị vô hoàng sắp tới cũng chỉ là gãi ngứa, nhưng vẫn phải cố gắng bố trí cấm chế để có thể tranh thủ một cơ hội chạy trốn. Tiểu tử áo lam kia, người hãy run sợ đi, bây giờ run sợ hãy còn kịp. Đợi đến khi tam đại vu hoàng Thánh Ung Hoàng Triều giáng lâm, người sẽ chết không có chỗ trốn. Một gã nhân hoàng Thánh Ung Hoàng Triều kêu lên: Hành động của ngươi thật sự đã khai chiến với Thánh Ung Hoàng Triều ta. Thế giới vu hoàng, hàng tỷ thương sinh, sinh linh đều sẽ phải vì ngươi mà chết kìa. Ồ, vậy sao? Vu hoàng phân thân cách ta một thế giới, ước chừng bao lâu có thể giáng lâm? Diệp Húc tiếp tục nghiền nát Bàn Sơn Điện Hạ, vừa lên ra hỏi. Già La Minh Tôn lắc lắc đầu nói: Cái này ta cũng không biết được. Ma hoàng lúc trước trong nháy mắt giáng lâm đến bản Hoàng Lăng là vì cái thế giới vô hoang và ma vực chỉ cách một hàng rào rất mỏng và yếu. Còn cái hàng rào ở giữa thế giới vô hoang và cái gọi là huyền u thế giới này phải dày không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng đối với vô hoàng, thời gian tiêu phí để đi lại đột phá hàng rào hẳn là không dài lắm. Bản thể vô hoàng có thể tùy ý ngao du xuyên qua 3000 thế giới, đối với bọn họ mà nói hẳn không phải là vô cùng khó khăn. Phượng Yên Nhu hạ giọng nói:
Sư huynh, ta nghe cha ta nói, Vu Hoàng cảm ứng kêu gọi, phân thân giáng lâm. Nếu như là ở bên trong một thế giới, có thể giáng lâm cấm pháp phân thân. Nhưng nếu cách một cái thế giới mà truyền năng lượng khổng lồ như vậy, sẽ bị giảm mạnh trong hư không. Bởi vậy, nhiều nhất chỉ có thể được có được pháp lực Nhân Hoàng đỉnh phong thôi. Oanh một tiếng, nàng còn chưa dứt lời, trong kim điện hư không đột nhiên rung động, bên trong một cái lối đi xuyên qua hai đại thế giới truyền đến hơi thở vô cùng khủng bố, hống hách. Lập tức lại có hai cái lối đi trong kim điện truyền đến cảm giác hống hách và áp bách của hai luồng hơi thở thuộc loại Vu Hoàng này. Người nào to gan dám ức hiếp con ta? Âm thanh vô cùng uy nghiêm theo đường thứ nhất trong thông đạo truyền đến. Tiếp theo, năng lượng khủng bố trong hư không hóa thành một vị Vu Hoàng hoàng đế. Lập tức lại có hai cỗ năng lượng Vu Hoàng xuất hiện, hóa thành hai người dị thường mạnh mẽ. Đây là ba vị Vu Hoàng phân thân, tuy rằng không phải là cấm pháp phân thân, nhưng tích chứa năng lượng cường đại vô cùng, gần như có thể sánh ngang với Nhân Hoàng đỉnh phong. Lập tức áp chế được kim thuyền, không bị khống chế, theo khoảng không rơi xuống. Oanh! Kim thuyền rơi xuống đất, đè sụp cả đám núi, mặt đất bị nện nứt ra từng đường lớn. Điện hạ chớ sợ, Chín Hoàng Mạc Vấn Thiên ở chỗ này. Một gã thân hình cao lớn khôi ngô, chiến ý ngút trời, là một đại hán, phất tay đảo qua, liền sau đó lau sạch cấm chế dày đặc do Phượng Yên Nhu bày ra. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền chú ý đến Diệp Phúc đang nắm trong tay Bàn Sơn Điện Hạ, trầm giọng nói: "Một tiểu bối giống như một con kiến lại dám khi nhục Lục Thái Tử của Thánh Ung Hoàng Triều ta, đồ không biết sống chết mà. Loại con kiến này không cần bệ hạ động thủ. Pháp Hoàng, ngươi tới giết hắn hay là ta tới giết hắn đây?" Một gã Vu Hoàng phân thân khác lại là một gã cường nhân bộ dáng văn thần, nghe vậy mỉm cười nói: "Ai tới giết đều giống nhau. Nó chỉ là một nhân vật nhỏ, bất kể ngươi ra tay hay là ta ra tay, hắn đều chỉ là một kết cục thôi, đó là chết kìa." Cầm đầu là một vị Vu Hoàng bộ dáng hoàng đế, khinh thường khẽ hừ một tiếng. Chỉ thấy trong kim điện, quần thần Thánh Ung Hoàng Triều đều quỳ xuống lại. Hắn nhìn quét mọi nơi, ánh mắt dừng ở trên người Bàn Tiên Nhi, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiên Nhi, thực lực của ngươi vượt xa Sơn Nhi, vì sao ngươi không ra tay giải cứu Sơn Nhi?" Bàn Tiên Nhi mặt hơi biến sắc, nhưng nét mặt lập tức lại tức cười như hoa, giòn giòn giã giã nói: "Phụ hoàng, Sơn đệ tính tình tùy tiện, lần này bị nhục đối với hắn cũng là một chuyện tốt à?" "Nói sao?" Ung Hoàng quát một tiếng, giận đến tái mặt, cười lạnh mà nói: "Tâm tư của ngươi, chấm sao có thể không biết rõ ràng được. Hiện giờ không ngờ ở trên người tiểu đệ của mình lại có tâm tư không đứng đắn như vậy." "Hả, ba vị, không phải chân thân các ngươi giáng lâm, cũng không phải cấm pháp phân thân ư?" Diệp Húc cười vang một tiếng, hạ giọng nói: "Các ngươi kiêu ngạo cái dám gì? Chẳng lẽ các ngươi thực sự nghĩ rằng nơi này là triều đình Thánh Ung Hoàng Triều của các ngươi hay sao?" Chiến Hoàng cười ha hả, điểm như nói: "Giỏi, một tên tiểu bối to gan, ngươi rất can đảm, thực lực cũng không kém. Đáng tiếc, đối mặt với bổn hoàng, ngươi căn bản không mơ tưởng có bất kỳ cơ hội sống sót nào cả." Diệp Húc bịt tai không thèm nghe, trong tay kiến mộc thần trượng đột nhiên rung lên, vô số cấm vân trải về hướng ba vị đại vu, Vu Hoàng phân thân. "Cấm bảo sao?" Pháp Hoàng sắc mặt khẽ biến, bị vô số đạo thần trượng cấm vân một kích trải bạo, giận dữ mà hét lên: "Tồi tệ, chúng ta chỉ có pháp lực Nhân Hoàng đỉnh phong, nhưng không có mang theo vu bảo, căn bản khó có thể chống cự uy năng cấm bảo." Chiến Hoàng cũng thay đổi sắc mặt, vội vàng trốn tránh. Nhân Hoàng có được cấm bảo là do Thánh Chủ, thực lực phải vượt xa đỉnh cao Nhân Hoàng. Hiển nhiên thực lực của Diệp Húc so với Thánh Chủ bình thường còn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Bọn họ chỉ có pháp lực của Nhân Hoàng đỉnh phong, mà những khối phân thân này khi xuyên qua thế giới lại không thể mang theo cấm bảo đến. "Tiên Nhi, còn không mau đem kim thuyền giao ra đây." Ung Hoàng cũng vừa sợ vừa giận. Bàn Tiên Nhi chần chừ một lát, Diệp Húc dĩ nhiên đem một trượng trải mạnh Pháp Hoàng. Lập tức Chiến Hoàng cũng không thể trốn tránh, đều bị kiến mộc thần trượng đánh tan tất cả pháp lực, gạt bỏ thần thức. Ung Hoàng quát lớn, huyền u thế giới dâng lên, một vị Thánh Hoàng trấn thủ bên trong thế giới hướng Diệp Húc đánh tới. Diệp Húc một cành quét tới, phá nát huyền u thế giới. Thánh Hoàng ảo ảnh manh diệt, lập tức tái khởi một trượng đập vào đỉnh đầu Ung Hoàng phân thân, đánh y tan nát. Hắn tứ trượng diệt tam hoàng. Ba vị đại Vu Hoàng phân thân hùng hổ tới, không đến thời gian một hơi thở liền bị đánh tan nát hết thảy. Trên mặt Bàn Sơn Điện Hạ lộ ra vẻ tuyệt vọng, quay đầu nhìn về phía Bàn Tiên Nhi kêu lên:
Nhị tỷ, ngươi còn không cứu ta. Lốp bốp, lốp bốp, lốp bốp. Bàn tiên nhi vỗ tay, đoạn đứng dậy, đi xuống khỏi ngai vàng, cười nói. Làm nô tài cho bổn cung, ngươi thật sự rất thích hợp. Thậm chí ngay cả phụ hoàng ta, chín hoàng và pháp hoàng, phân thân, ngươi đều có thể dễ dàng đánh giết được. Hiện tại, ngươi thả sơn đệ ra, bổn cung vẫn giữ câu nói trước. Làm nô tài cho bổn cung tha cho ngươi khỏi chết kìa. Diệp Húc khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu nói. Ta nói rồi, y phải chết 100 lần. Nay là lần thứ 99, chỉ thiếu một lần cuối cùng là hồn y có thể về cõi cực lạc được rồi. Chẳng lẽ ngươi không thế lạ, bổn cung từ đâu mà có thể tin tưởng ngươi, có thể thuyết phục ngươi, cho ngươi cam tâm tình nguyện, làm nô tài cho bổn cung hay sao? Bàn tiên nhi ánh mắt chớp động, nàng cười nói. Bàn tiên nhi, người phụ nữ này dã tâm bừng bừng, vừa rồi nhìn thấy ba đại phân thân Ung Hoàng, Chiến Hoàng và Pháp Hoàng gặp nạn, từ đầu đến cuối đều không chịu giao ra Đại Ung Kim Thuyền và quyền kiểm soát Vạn Long Bảo Ấn. Trơ mắt nhìn Ung Hoàng, Chiến Hoàng và Pháp Hoàng phân thân bị Diệp Phúc đánh tan tành. Ba đại vô hoàng phân thân này tuy rằng không mạnh mẽ như Nhất Cấm phân thân, thế nhưng mà có được pháp lực Nhân Hoàng đỉnh phong. Nếu như nàng giao ra quyền kiểm soát Vạn Long Bảo Ấn và Đại Ung Kim Thuyền, thì để đối phó với ba đại cường nhân cấp thánh chủ đó, Diệp Phúc phải giải quyết bọn họ, chỉ sợ khó lại càng thêm khó. Bàn tiên nhi có gan coi thường mệnh lệnh của Ung Hoàng, phải nói đích xác là bản thân mình có cái gì đó để dựa vào, thậm chí tự nhận là đã có ý định chống lại Ung Hoàng từ trước. Diệp Phúc cũng không khỏi tò mò, cười nói. Người tin tưởng vào cái gì? Ta thực sự không biết. Nếu chỉ là chiếc kim thuyền cấp cấm bảo bán thành phẩm này, và ngươi vừa rồi vây khốn thiên thuyền cấm bảo kia, hai kiện bảo vật này mà nói, đích xác không thể tin tưởng được. Như vậy, ngươi tin tưởng nhất định là thiên thuyền vừa rồi ngươi thu về kia rồi. Bàn tiên nhi miệng cười như hoa, da thịt nàng trắng như tuyết, nàng và Phượng Yên Nhu giống nhau, làm cho người ta cảm giác kinh ngạc, gật đầu nói. Ngươi đoán không sai, đích thực là thiên thuyền kia. Nếu ngươi biết la lịch thiên thuyền này, liền biết vì sao bổn cung biết đến thực lực và tu vi của ngươi, vẫn nắm chắc có thể thuyết phục ngươi thu ngươi làm nô. Nàng xinh đẹp khá tự nhiên đứng đấy, một con thuyền đồng thau đột nhiên hiện ra sau lưng của nàng. Nhiều mảnh vỡ thiên thuyền trong tay Văn Võ Đại Thần Thánh U Hoàng Triều không tự chủ được bay lên, đều dung nhập vào trong thiên thuyền, khiến chiếc thiên thuyền tan hoang này càng thêm hoàn chỉnh. Nó có ngàn buồm, ngàn lầu, khí thế uy nghiêm, nhìn thì nhỏ bé nhưng trên thực tế lại cực kỳ khổng lồ. Sau khi tiến lên hoàn toàn có thể so với một tòa đại lục nhẹ nhàng. Tuy rằng thân tàu vẫn không hoàn chỉnh, nhưng uy năng chiếc thiên thuyền này so với trước mạnh mẽ gấp mấy lần, mơ hồ tràn ngập hơi thở siêu việt cấm bảo. Ở phía sau bản tiên nhi, chiếc thiên thuyền này như thể là dừng lại ở trong khe hẹp, có vẻ như không cùng một thế giới. Hư thật không chừng, dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng phá vỡ hàng rào thế giới, xuyên qua đến những thời gian và không gian khác mà đi. Chiếc thiên thuyền này chẳng lẽ không phải là vật ở trong nhân gian, cho nên ngươi có thể dám tự mình cùng ta quyết chiến ư? Diệp Húc lộ ra sắc suy tư liền dò hỏi. Bàn tiên nhi mỉm cười, phong tình vạn chủng, hé miệng cười nói. Đối phó với ngươi, còn không cần dùng đến chiếc thiên thuyền này. Ngươi ra phía ngoài nhìn thì biết, vì sao bổn cung nắm chắc tin tưởng. Diệp Húc tâm niệm vi động, đi ra khỏi cung vàng, điện ngọc, bước lên bong tàu kim thuyền. Phượng Yên Nhu, Già Lam Minh Tôn cùng với Hạo Thiên Khuyển vội vàng đi theo sau. Cả bọn nhìn ra bốn phía, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy bọn họ chẳng biết đã rời khỏi đất cũ từ lúc nào, đi vào một nơi kỳ dị thời không. Nơi này hùng sơn tuấn lĩnh, dáng mạo phiên phi, phía dưới là hàng tỷ sông rộng, lại có thành trì rộng lớn ngàn dặm, không biết bao nhiêu người và vô sĩ sinh sống vui vẻ ở trong đó. Nơi này dĩ nhiên không phải là thế giới vô hoang. Bàn tiên nhi dẫn theo nhiều cao thủ Thánh Ung Hoàng Triều đi ra khỏi cung vàng điện ngọc, lại mỉm cười nói. Nơi đây chính là thế giới huyền u, Thánh Ung Hoàng Triều ta thống trị thế giới này. Giờ phút này ngươi đã đến Thánh Ung Hoàng Triều, chỉ cần bổn cung ra lệnh một tiếng là đầu ngươi rơi xuống đất ngay. Bây giờ ngươi còn không buông đệ đệ của bổn cung ra, quỳ xuống thần phục bổn cung đi. Nàng tin tưởng chắc chắn, mưu lược thâm trầm, tiếp tục chờ đợi Diệp Phúc chủ động quỳ xuống nguyện trung thành với nàng. Các người rõ ràng đã là một thuyền người chết rồi, còn dám uy hiếp ta sao? Đối với cái gọi là thế giới huyền u, ta không có hứng thú. Ta hứng thú chỉ là chiếc thiên thuyền này. Các người đã không chịu nói lai lịch chiếc thiên thuyền này, như vậy ta đành phải tự mình động thủ. Thế giới trăng sáng trong lòng bàn tay Diệp Húc đột nhiên hóa thành liệt hỏa địa ngục, chỉ một thoáng đã đốt bản sơn điện hạ thành tro tàn. Mặc dù là chân linh bất diệt cũng không thể trốn được. Viêm Thiên Thần Vương hủy diệt ấn đốt cháy,
lần này thì Bàn Sơn Điện Hạ hẳn là chết thật. Siêu hồn tác phách đại pháp. Hắn rút trí nhớ trong hồn phách Bàn Sơn Điện Hạ ra, trong nháy mắt liền đem trí nhớ Bàn Sơn Điện Hạ đọc hết một lần, khuôn mặt không khỏi có chút chấn động. Lai lịch chiếc thiên thuyền kia hắn đã rõ như lòng bàn tay. Hóa ra là giao chỉ kim mẫu rèn đúc giao chỉ thiên thuyền xuyên qua đại thiên thế giới. Thiên giới hư không, khó trách người có thể tự đại tự phụ cho rằng có thể cùng ta đối nghịch được. Trong lòng Diệp Húc càng hướng về chiếc giao chỉ thiên thuyền này, chỉ có vua hoàng mới có tài năng xuyên qua hai thế giới đại thiên, nhưng có một số hàng rào thế giới mặc dù là vua hoàng cũng không thể xuyên qua. Hơn nữa vua hoàng ở thiên giới cũng không có khả năng tùy ý ngao du. Hàng rào thiên giới hư không xa hơn so với 3.000 thế giới. Hàng rào thế giới rất dày và nặng, chắc chắn nhiều gấp nghìn lần, vạn lần. Thế mà chiếc giao trì thiên thuyền này có thể xuyên qua hư không thiên giới. Kiện bảo vật này, không nói đến uy năng, chỉ cần tốc độ của nó thôi, đủ để cho bất cứ kẻ nào, cho dù là vua hoàng, cũng phải đỏ mắt. Người giết Bản Sơn Điện Hạ, người giết Bản Sơn Điện Hạ. Rất nhiều cường nhân, Thánh Ngung Hoàng Triều ngẩn ngơ. Diệp Phúc một trưởng đem Bản Sơn Điện Hạ đốt hóa thành cho tàn, lấy trí nhớ trong hồn phách. Ai nấy đều không ngờ hắn to gan lớn mật như vậy, biết rõ Bản Sơn Điện Hạ chính là lục thái tử của Thánh Ngung Hoàng Triều, biết rõ Thánh Ngung Hoàng Triều chính là bá chủ thống nhất, thống trị Huyền U thế giới, biết rõ Huyền U thế giới có ba đại vua hoàng trấn thủ, vẫn còn bất kể hậu quả ra tay hạ sát như vậy. Tiểu tử, người không biết đây là tội rất nặng hay sao? Một lão nhân hoàng run rẩy nói. Người giết Điện Hạ, Ung Hoàng sẽ rất tức giận. Cho dù ngươi chạy trốn tới cửu thiên thập địa, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Trên trời dưới đất không còn chỗ cho ngươi dung thân, toàn bộ thế giới vu hoang đều sẽ vì ngươi mà hủy diệt. Bàn Tiên Nhi trong lòng cũng cả kinh. Nàng không cứu Bàn Sơn Điện Hạ chỉ là vì muốn mượn tay Diệp Húc chèn ép đệ đệ mình, khiến y mất uy tín, làm phương tiện cho chính mình lập nhiều uy tín, cướp lấy vị trí thái tử. Thử nghĩ một chút, nếu Bàn Sơn Điện Hạ bị Diệp Húc làm nhục, thậm chí ngay cả Ung Hoàng, Chiến Hoàng và Pháp Hoàng ra tay cũng không thể cứu được y. Vậy mà Bàn Tiên Nhi vừa ra tay liền cứu được Bàn Sơn Điện Hạ, thậm chí còn thuyết phục được Diệp Húc thu làm nô bộc. Đây là vinh dự đến bậc nào đây? Đến lúc đấy, trong Thánh Ung Hoàng Triều, người ủng hộ cho nàng sẽ càng nhiều. Mặc dù là Ung Hoàng cũng không thể trừng phạt nàng, mà cũng không thể không suy xét nên hay không nên lập nàng làm thái tử kế thừa Hoàng Triều. Tuy nhiên, Diệp Húc ra tay tàn nhẫn cũng là tại nàng tưởng tượng như trên, căn bản chính là không kiêng nể gì, người nào cũng dám giết, người nào cũng dám đắc tội, trở mặt liền đem Bàn Sơn Điện Hạ hoàn toàn gạt bỏ, ngay cả hồn phách trí nhớ tất cả đều lấy hết, làm cho nàng căn bản không kịp cứu giúp. Ồ, vậy sao? Nói như vậy, bây giờ bất kể trên trời dưới đất không còn có chỗ nào Diệp Mỗ không dám giết người nữa rồi. Trong nháy mắt, Diệp Húc đem tất cả trí nhớ Bản Sơn Điện Hạ hết thảy đọc một lần, tìm được rất nhiều điều hữu dụng. Hắn thản nhiên nói, đừng nói ở trong Huyền U thế giới, cho dù là ngay trước mặt Ung Hoàng ta cũng giết không tha. Diệp Mỗ giết người cũng không xem lai lịch, ai cùng ta đối nghịch thì phải chết cả. Bản Tiên Nhi, tu vi của ngươi đích xác không kém, đã tu luyện tới trung hậu kỳ nhân hoàng. Loại tu vi này đặt ở bên trong thế giới vu hoang của ta, có thể vượt qua được ngươi nhiều nhất cũng chỉ được 100 người, đích xác rất đáng kiêu ngạo. Tuy nhiên, ngươi muốn ở trước mặt Diệp Mỗ làm ra vẻ đầu to, vẫn còn có vẻ mềm một chút kìa. Sắc mặt của Bàn Tiên Nhi phớt lạnh, Diệp Húc tiếp tục nói, tu vi của ngươi tuy rằng không kém, nhưng nhất thống một thế giới hoàng triều, tụ tập rất nhiều tài nguyên, cho dù có làm một con lớn cũng có thể thành tựu nhân hoàng, thậm chí là vu hoàng. Chút thành tựu này của ngươi trong mắt ta thật sự không coi vào đâu cả. Giao chỉ thiên thuyền tới tay của ngươi, vừa rồi ngươi vẫn ẩn nhẫn không phát, chỉ sợ sẽ là vì tế luyện chiếc thiên thuyền này rồi. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, giao chỉ thiên thuyền chính là giao chỉ kim mẫu tạo thành, đích thực là một kiện bảo vật rất tốt. Tuy nhiên, tế luyện chiếc thiên thuyền này thì phải tu luyện cấm pháp của Côn Luân thế giới Tây Vương Mẫu nhất mạch. Cấm pháp của Tây Vương Mẫu ngươi không biết được, cho dù tế luyện thiên thuyền cũng sẽ không thu phát tùy tâm. Không tin ngươi có thể thử xem. Chiếc thiên thuyền này của ngươi, cái gọi là niềm tin của ngươi, ở trước mặt ta cái gì cũng không phải. Ngươi không ngờ cuồng vọng như vậy, tự đại như vậy. Xem ra bổn cung muốn thu phục ngươi, cho ngươi làm nô tài cho bổn cung cũng có chút nguy hiểm. Bàn Tiên Nhi khánh khách cười to, giao thân thể loạn chiến, trong mắt sát khí đằng đằng, cười nói, cho ngươi làm nô chính là làm nhục ngươi, cho dù bổn cung cưỡng ép ngươi chấn áp ngươi
chỉ sợ trong cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an được, e sợ đang ngủ bị ngươi giết chết kìa. Đây là ngươi đang bức bổn cung giết ngươi. Đồ đàn bà ngu dốt mà. Diệp Phúc lắc đầu bật cười, đột nhiên tiến lên Ngọc Lâu, một cây cột buồm bay ra, hắn cười nói: Ngươi đã dựa vào giao chỉ thiên thuyền, ta đây liền giúp ngươi hoàn chỉnh thêm một bậc thiên thuyền của ngươi nữa vậy. Đem bộ phận bộ kiện thiên thuyền này của ta, chiếc cột buồm này sẽ cho ngươi. Xem thiên thuyền hoàn chỉnh ở trong tay ngươi có uy hiếp được ta hay không. Cột buồm cảm ứng được hơi thở giống nhau, lập tức theo trong tay hắn bay ra, dừng ở trên giao chỉ thiên thuyền. Hơi thở giao chỉ thiên thuyền lập tức lại nồng động thêm một phần. Chiếc thiên thuyền này tuy rằng vẫn còn chưa hoàn chỉnh, nhưng nguyên năng đã vượt xa cấm bảo bình thường, có thể xé rách hàng rào thế giới, lướt qua thế giới khác nhau. Thật là một kiện dị bảo từ trước đến nay Diệp Húc cũng chưa từng gặp qua, không hổ là giao chỉ kim mẫu tạo thành. Bàn Tiên Nhi vừa mừng vừa sợ, cười khanh khách nói: Không ngờ ngươi chủ động đem thiên thuyền bộ kiện giao ra đây. Uy năng chiếc thiên thuyền này ngươi có biết hay không vậy? Chỉ cần bổn cung đem thiên thuyền này tiến lên, đừng nói cấm bảo bán thành phẩm, cho dù là cấm bảo chân chính cũng có thể dễ dàng đụng nát được. Nàng nắm chắc thắng lợi trong tay, cười không ngừng. Một gã nhân hoàng Thánh Ung Hoàng Triều thấy thế lập tức yên lòng, cười ha ha nói: Lời này của điện hạ cũng không khoa trương. Vừa rồi khi chúng ta thu phục thuyền này, hai chiếc cấm bảo bán thành phẩm cấp bậc đại ung kim thuyền đều bị đâm cho dập nát. Cao thủ trong thuyền, thậm chí cả nhân hoàng, hết thảy không thể trốn thoát được. Tiểu tử, ngươi đem bộ kiện của thiên thuyền của chính mình giao ra đây, chính là đào mồ chôn mình rồi. Diệp Phúc khẽ mỉm cười, đột nhiên vẫy tay, chỉ thấy giao chỉ thiên thuyền đột nhiên từ trong không gian sau đầu Bàn Tiên Nhi bay ra, hướng về phía Diệp Phúc bay tới. Bàn Tiên Nhi trong lòng cả kinh, vội vàng thúc giục thiên thuyền, đột nhiên chỉ thấy bên trong cái cột buồm Diệp Phúc giao ra kia truyền đến một tiếng hét lớn uy nghiêm. Một vị hoàng đế từ trong cột buồm đi ra, trấn thủ thiên thuyền. Cái vị hoàng đế này đúng là Ngọc Hoàng Đại Đế, sau đầu hình thành thế giới thiên đình, trùng trùng cung điện tiên khuyết, lập tức xuất hiện, đem nhân hoàng cấm pháp phân thân của Bàn Tiên Nhi trong giao chỉ thiên thuyền bức ra, trong nháy mắt liền bị đốt thành cho tàn. Bàn Tiên Nhi, ngươi không hiểu cấm pháp Tây Vương Mẫu, nhưng ta hiểu, cho nên chiếc giao chỉ thiên thuyền này chỉ có thể về ta tất cả. Diệp Phúc Ngọc Hoàng phân thân hoàn toàn nắm trong tay giao chỉ thiên thuyền, chỉ thấy chiếc thiên thuyền này thẳng dừng ở bên trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Phúc lập tức chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng khó có thể tưởng tượng từ phía trong thiên thuyền truyền đến, dường như hắn bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên lăng thế giới đại thiên. Giờ đây trùng trùng điệp điệp hàng rào thế giới với hắn mà nói giống như tờ giấy bình thường, trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ. Có được thiên thuyền này, cho dù là vô hoàng đối với ta cũng không thể tránh được. Bản Tiên Nhi, ngươi hiện tại còn có cái gì tin tưởng dám cùng ta đối nghịch nữa đấy? Bản Tiên Nhi vừa sợ vừa giận, hiện giờ mới biết được Diệp Phúc cho nàng cột buồm căn bản là không có hảo ý, mà là đem một đạo cấm pháp do chính mình tu luyện giấu ở bên trong cột buồm. Một khi cột buồm và giao chỉ thiên thuyền hợp lại là một, liền nắm giữ trong tay quyền kiểm soát thiên thuyền. Nàng không phải là không ngờ đến điểm này, mà là thật sự tự tin đối với chính mình, tự nghĩ tu vi của mình mạnh mẽ, cũng đã một phen tế luyện giao chỉ thiên thuyền, trừ phi người khác vượt qua tu vi của nàng rất nhiều, nếu không tuyệt đối không thể cướp đi thiên thuyền của nàng. Tuy nhiên, nàng lại thật sự không ngờ Diệp Phúc đã tu luyện huyền khung thượng cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh. Tây Hoàng xuất thân từ quân luân thế giới, chính là con trai của Tây Vương Mẫu. Y khai sáng huyền khung thượng cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh, bên trong có bóng dáng quân luân thế giới, bao quát đủ loại cấm pháp tinh túy của quân luân thế giới. Bởi vậy, huyền khung thượng cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh tuy rằng không phải cấm pháp mà giao chỉ kim mẫu tu luyện, nhưng vẫn có thể dễ dàng tế luyện giao chỉ thiên thuyền. Bàn Tiên Nhi quát một tiếng rung chuyển, Vạn Long Bảo Ấn đột nhiên khuếch trương, hóa thành một phiến đại lục. Vạn Long Vạn Giao bay múa, ngay sau đó lại có một thân thể vu hoàng bay ra, trấn thủ ở phía trên Vạn Long Bảo Ấn, đem cái uy năng cấm bảo này thôi phát đến lớn nhất. Nàng ta nói với âm thanh lạnh lùng: Năng lực của bổn cung làm sao ngươi có thể tưởng tượng được? Nói cho ngươi biết, bổn cung chẳng những nắm trong tay một kiện cấm bảo hoàn chính, lại có một thân thể vu hoàng đã luyện thành thân ngoại hóa thân. Cùng lúc đó, nàng thúc giục kim thuyền trấn áp Phượng Yên Nhu và đám người, ý đồ bắt giam cầm tất cả bọn họ. Tiếng của nàng như chuông bạc khẽ quát: Ta lấy một kiện cấm bảo, một thân thể vu hoàng, một kiện cấm bảo bán thành phẩm trấn áp ngươi, xem ngươi ngăn cản như thế nào. Có thể nói hiện giờ nàng đã phơi bày chân tướng, giao chỉ thiên thuyền đã bị Diệp Húc dễ dàng cướp lấy. Nàng biết nếu như không đem tất cả vốn liếng ra thì không thể làm gì được Diệp Húc. Tốc độ của giao chỉ thiên thuyền thiên hạ có 102,
có thể tùy ý xuyên qua hàng rào thế giới, thậm chí có thể ở thiên giới xuyên lăng. Cho dù là vua hoàng đều không thể đuổi theo kịp chiếc thiên thuyền này. Nếu cho Diệp Phúc thời gian để hắn đem chiếc thuyền này tế luyện hoàn toàn, Diệp Phúc tất sẽ đến, đi, tự nhiên, vua hoàng cũng không có cách gì giữ được hắn. Vì thượng thư, Nhạc tướng quân, các ngươi cùng tiến lên bắt giữ những người khác cho bổn cung. Các nhân hoàng khác của Thánh Ung Hoàng Triều nghe vậy lập tức bùng lên, hướng Phượng Yên Nhu, Già La Minh Tôn và Hạo Thiên Quyển công tới. Bàn Tiên Nhi ánh mắt chớp động, tự biết thực lực tu vi của Diệp Phúc so với mình cũng không cao. Bởi vậy quyết định chính mình ngăn Diệp Phúc lại, để những người khác bắt Phượng Yên Nhu và đám người, khiến Diệp Phúc cả vào tình cảnh ném chuột sợ vỡ đồ. Lấy sinh mệnh Phượng Yên Nhu và đám người để đe dọa Diệp Phúc, khiến cho hắn đi vào khuôn khổ. Người đây là muốn chết sao? Diệp Phúc hừ lạnh một tiếng, bất chấp giao chỉ thiên thuyền chưa được hoàn toàn tế luyện. Ngọc lầu bay lên không, từng thân thể vua hoàng bay ra từ trong lầu. Mỗi một thân thể vua hoàng đều tiến lên một tòa đỉnh lớn. Trong mỗi đỉnh là 9 tòa đại lục cùng nhau dừng ở phía trên Vạn Long Bảo Ấn. Vạn Long Bảo Ấn này gặp phải kiểu đỉnh và kiểu đại ma tộc vua hoàng chấn áp, ầm ầm rơi xuống, đến nửa phần uy năng cũng không mơ tưởng phát huy ra được. Mặc dù là đại ung kim thuyền cũng bị áp chế gắt gao. Yên Nhu, muội phong ấn nơi đây, đừng cho bất kỳ người nào trốn thoát kìa. Già La, Khiếu Thiên, hãy đuổi hết, giết hết cao thủ trên thuyền của Thánh Ung đi, một tên cũng không để lại. Phượng Yên Nhu nghe vậy lập tức tế lên hà đồ, chỉ thấy cái cấm bảo này phóng lên không bay về phía kim thuyền bảo hồn giới, lập tức liền mở ra bao phủ trong vòng ngàn dặm, vô số phổ văn, trận vân, cấm chế kỳ dị bay ra, chỉ một thoáng phong ấn hết thảy ngàn dặm hư không, đem kim thuyền kia giấu biến tâm tích. Cùng lúc đấy, Già La Minh Tôn liên tục nhe răng cười độc ác, thúc giục Y Doãn Huyền Quan đại khai sát giới, đầu tiên đem hai nhân hoàng thu vào trong quan tài đen. Hạo Thiên Khuyển mới là khủng bố, hóa thành viễn cổ cự thú, răng rắc một ngụm đem một vị nhân hoàng cắn thành hai nửa. Nó lập tức tế lên phong thần bảng, đả thần tiên và hai kiện nhân hoàng chi bảo, cũng tung hoành mọi nơi, cũng đánh đập tàn nhẫn, đồng thời trong miệng lại có trái tim Y Doãn bắn ra xúc tu, một vị nhân hoàng liền bị kéo vào trong miệng. Diệp Phúc không có nhúng tay vào, nhưng tu vi Già La Minh Tôn và Hạo Thiên Khuyển đều có thể so với nhân hoàng. Một là hoàng tộc Già La, một là bá chủ trong viễn cổ cự thú, lực công kích đều vượt xa nhân hoàng sơ kỳ, lại cầm giữ nhiều loại dị bảo. Tuy rằng không bằng thánh chủ, nhưng so với nhân hoàng trung kỳ bình thường còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Đây gần như là một cuộc thảm sát. Một mình Diệp Phúc vẻn vẹn chiến đấu với phần đông cường nhân dưới trướng của Bàn Tiên Nhi. Tu vi của hắn có thể ngang hàng với những vị thánh chủ như Yêu Chủ và Ngọc Chân. Của cải của hắn còn muốn khủng bố hơn so với những thánh địa lớn nhất. Già La Minh Tôn và Hạo Thiên Khuyển đều được vũ trang đến tận răng. Hơn nữa, trải qua chiến đấu sát phạt, so với nhân hoàng Thánh Ngung Hoàng Triều vốn sống an nhàn sung sướng này thì dũng mãnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Phượng Yên Nhu mặc dù không tham chiến, nhưng nàng tiến lên hà đồ, đem bốn phía phong ấn bao phủ, liền không lo lắng nơi chiến đấu này sẽ tạo thành động tĩnh cực lớn, khiến cho cường nhân Thánh Ung Hoàng Triều phát hiện. Bản Tiên Nhi, cái ngươi gọi là tiên tướng ở trước mặt ta chỉ là chê cười. Diệp Phúc phóng người lên, dừng ở đỉnh đầu một pho tượng ma tộc Vu Hoàng. Hắn cười lạnh nói: cả đời này của Diệp Mỗ chưa làm nô tài một lần, một lần vậy là đủ rồi. Từ giờ khắc này ta liền thề, ai dám để cho ta làm nô tài, ta liền giết người đó. Trời, vua, già, trẻ, ta đều giết cả. Hiện giờ ngươi có thể kêu gọi tên Ung Hoàng cha ngươi, xem cái gọi là Ung Hoàng, cái gọi là Pháp Hoàng, Chiến Hoàng gì đó có cứu được ngươi trong tay ta hay không. Bàn Tiên Nhi mặt sắc khẽ biến, đột nhiên cười khanh khách nói: ngươi đã dùng cấm bảo giam cầm mảnh không gian này, mặc dù ta kêu gọi bọn họ cũng sẽ không cảm ứng được. Nô gia cần gì phải làm điều thừa. Ngữ khí của nàng đã phát sinh thay đổi, vừa rồi nàng hăng hái tự xưng là bổn cung, giờ phút này đổi thành nô gia, tự hạ thân phận. Hơn nữa, nàng nguyên bản tư thế hiên ngang, sát phạt, quyết đoán, giờ đã trở thành hư không, ngược lại nhiều thêm một chút quyến rũ, so với vừa rồi càng thêm động lòng người. Khổ sở đáng thương làm cho người ta nước mắt nhìn không kìm nổi, sinh ra ý muốn chinh phục thân thể ngọc ngà của nàng. Khí chất của nàng biến hóa thật nhanh, từ một cô nàng công chúa cao quý ung dung, trong nháy mắt biến thành một con thỏ trắng bé nhỏ, chờ đợi người khác đến chinh phục. Nô gia kính nể nhất là cường nhân, nhìn thấy ngươi cương mãnh như vậy, thủ đoạn chồng chất như thế, khiến tim nô gia đập thình thịch, nội tâm thuyết phục. Nếu nô gia không thể thuyết phục ngươi,
thu ngươi làm nô, như vậy nô gia đành phải làm đầy tớ của ngươi rồi. Đôi mắt của nàng quyến rũ như tơ, cười ha hà mà nói: chủ nhân, không bằng ta và ngươi liên kết, ngươi giúp ta trở thành ung hoàng, thống trị thế giới huyền minh, ta liền có thể nghiêng cả một lực lượng thế giới đến giúp ngươi thống nhất vu hoàng, trở thành cộng chủ của thế giới vu hoàng. Cánh mũi của nàng mở ra, hơi thở hơi dần dập, hướng Diệp Phúc chân thành đi tới, dường như động tình, nàng cười nói: ngươi được thân thể của ta, ta làm sao không hết lòng vì ngươi được, chuyên tâm phụ tá ngươi xưng hoàng làm tổ đây. Đến lúc đó, ngươi thống trị hai đại thế giới, đó chẳng phải là một chuyện lớn hay sao? Bàn Tiên Nhi, nếu đổi lại là những người khác, nó không chừng có thể động tâm, tuy nhiên... Diệp Phúc mỉm cười nói: lòng ta động sát khí, không người nào có thể sửa đổi, chỉ bằng thấy máu, nhìn thấy đầu rơi xuống đất rồi mới có thể bình ổn cơn giận trong nội tâm của ta được. Hắn hướng về phía Bàn Tiên Nhi đi đến, mồm khẽ ngâm nói: ta chí thành ta đạo. Câu ta chí thành ta đạo có ý nghĩa: ý chí của ta chính là đạo của ta, không ai có thể suy xuyển được đạo của ta hay ý chí của ta. Bàn Tiên Nhi nghe nói như thế, sắc mặt kịch biến, bay nhanh về phía sau, cái miệng thanh tú hé ra, quát tháo khai vân, một cái bàn tay mềm mại che bầu trời hướng về Yên Nhu oanh tới. Cùng lúc đó, một bàn tay mềm khác vươn ra, năm đầu ngón tay lao ra vô số cảnh cự long, hướng về đại cấm hà đồ đang bày ra kia của Phượng Yên Nhu mà sẽ đi. Phản ứng của nàng kịch liệt như vậy, cũng là hiểu được ý tứ câu nói kia của Diệp Phúc, biết Diệp Phúc tâm ý không thể sửa đổi. Cái không thể thay đổi mà chính mình phải đối mặt, cho dù có đem mỹ nhân đưa đến trong lòng, đem thiên hạ giao tới trong tay, đem của cải để ngay trước mắt, đều không thể thay đổi tâm ý của hắn được. Ta chí thành ta đạo, người có thể nói ra những lời này, tâm tình đã tu luyện tới cảnh giới vu hoàng tuyệt đối. Thiên cũng dám nghịch, địa cũng dám phản, tâm niệm vừa động, không người nào có thể làm dao động được. Loại tâm cảnh này, so với thiên địa động mà ta không động, thiên địa phá hư mà tâm cảnh ta không xấu, cao thâm hơn rất nhiều. Bàn Tiên Nhi chỉ nhìn thấy tâm cảnh như vậy ở trên người của vu hoàng. Người có được loại tâm tình này không ngoại lệ đều là cường nhân. Tất cả người chắn ở phía trước mặt hắn, hắn đều không chút lưu tình nghiền ép qua. Mặc kệ đối phương là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc nữ tử hay là hoàng thân quốc thích, ngay cả vu hoàng, tất cả đều nghiền nát. Thần chắn giết thần, Phật ngăn giết Phật. Chỉ có như vậy mới là ta chí thành ta đạo chân chính. Điều này ở trong mắt phàm nhân nhất định là tâm tính một loại tàu hỏa nhập ma, không biết biến báo, mà ở trong mắt Bàn Tiên Nhi, loại tu vi cấp bậc nhân hoàng này cảm thấy khủng bố, cảm thấy đáng sợ. Chỉ có được loại tâm tính này mới có thể đi lên trên đỉnh vu đạo, xưng hoàng làm tổ, trở thành vu hoàng, thánh hoàng, thậm chí tiến lên cảnh giới rất cao. Bởi vậy, với nàng khi Diệp Phúc nói ra lời này, liền biết mình chỉ có một con đường có thể đi, đó là chạy trối chết. Bởi vì bất kể mình nói cái gì, Diệp Phúc tâm đều không thể dao động. Bất kể tung ra cái dạng gì, dụ dỗ cũng không thể thay đổi tâm ý của hắn. Sát tâm của hắn vừa động, cho dù có là vu hoàng, thánh hoàng, thậm chí là thiên đế đứng ở trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ một đao chém tới. Tuy nhiên, Bàn Tiên Nhi cũng không phải là không có thủ đoạn. Nàng hướng công vào Phượng Yên Nhu, nói cho đúng là dưng đông kích tây, chủ ý vây ngụy cứu Triệu, khiến cho Diệp Húc đi cứu Phượng Yên Nhu, do đó để cho nàng có hy vọng chạy thoát. Chết đi cho ta. Trong lúc đấy, Diệp Húc hiện ra ngay ở trước mặt của nàng, bàn tay to che bầu trời, một chưởng áp xuống. Bàn Tiên Nhi không kịp xé rách cấm chế hà đồ, cũng không kịp nghĩ ngợi, vội vàng đưa tay liền chắn. Răng rắc một tiếng, cánh tay ngọc của nàng không chịu nổi sức nặng, phát ra tiếng vang, gãy ra từng khúc, liền bị Diệp Húc nắm lấy đầu vai. Tay kia Diệp Húc vươn ra, nắm lấy cánh tay của nàng, bắt được kia, xoay thành tê dại. Bàn Tiên Nhi bị đau, mặt mày méo mó, sau đầu đột nhiên dâng lên huyền u thế giới. Thánh hoàng chấn thủ, chỉ thấy tôn thánh hoàng kia hai mắt mở ra, giống như nhật nguyệt, đột nhiên vươn ra một cái tay lớn, một quyền hướng Diệp Húc mạo anh đến. Bản Tiên Nhi, ngươi sống ăn nhàn sung sướng, trong ý chí chiến đấu so ra với ta kém ngàn lần, vạn lần. Đừng nói thực lực của ngươi không bằng ta, cho dù so với ta cao hơn, cũng chỉ có thể chết ở trong tay ta mà thôi. Diệp Húc làm như không thấy, đột nhiên tiếng vang răng sắc không ngừng truyền đến. Trong chớp mắt, dưới nách của hắn liền chui ra không biết bao nhiêu cánh tay. Hai cánh tay bắt lấy đầu vai của Bàn Tiên Nhi, hơn 60 bàn tay khác hóa thành các loại chư thiên thần vương công đức ấn, nhất tề đánh vào ngực và miệng của Bàn Tiên Nhi, gần như trong nháy mắt công ra hàng triệu đạo ấn pháp. Lại vào lúc này, nắm tay thánh hoàng rút cuộc cũng oanh đến trán của Diệp Húc.
chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, quyền của Thánh Hoàng ầm ầm phá nát. Diệp Phúc vẫn như cũ, bình yên vô sự. Thân thể của hắn đã gần đến vô hạn vô hoàng. Cấm bảo bán thành phẩm mới có thể làm cho hắn bị thương. Bàn tiên nhi sử dụng chỉ là một đạo vô pháp, tự nhiên không thể làm hỏng thân thể của hắn được. Oanh! Thân hình bàn tiên nhi nổ bung, nguyên thần và thiên địa pháp tướng tất cả nổ tung. Nhân hoàng cấm pháp phân thân cũng bị đánh. Chân linh bất diệt của nàng đột nhiên ẩn nấp vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ngay lập tức ngàn vạn đạo dáng xanh mặt trời chói chang trải đến, trải ra khắp hư không. Ngay cả chân linh bất diệt của nàng cũng không thể trốn thoát được. Cũng trong lúc đó, thần đăng của tiên nhi và sân nhi đều tất cả rồi. Tại chỗ sâu nhất bên trong hoàng cung Thánh Ung Hoàng Triều, đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận long trời lở đất. Là ai giết con trai của ta, con gái của ta đấy? Chấm sẽ bắt người đó phải trả giá, thiên đại trả giá kìa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 157 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Các bạn nghe cũng thấy cảm giác hơi chối đúng không các bạn? Thứ nhất là chuyện nó đang dịch convert, dính mấy trang convert. Mình về vừa đọc vừa dịch lại, xong này câu cú nó không ra đâu vào với đâu. Nên là đọc nghe câu cú nó rất là chán. Vì thứ hai là chính xác là câu cú nó chán như vậy nên là cái cảm xúc đọc nó không có. Nghe nó hơi bị chối đúng không các bạn? Thôi thì chúng ta cứ vẫn theo mạch truyện bình thường, để cho chúng ta theo dõi cho nó không bị ngắt quãng. Chứ còn chính xác là chuyện nó không ăn mạch cô văn lắm, các bạn thông cảm. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại.